Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ma Thần Phần 2 của Ma Thần Dân mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch. Thông tin donate Thành có để ở phần miêu tả của video. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 105 Luân Sa Bọn họ đang làm gì vậy? À thì An Vũ Phong hỏi Mạc Vũ Thành chỉ biết nghiêng đầu ấp úng Bản thân ông ta cũng không hiểu bọn họ nói gì Cuộc đối đầu giữa Thiên Điêu Vân Và hai võ sư của cựu quốc Ấn Độ Tương trưng như đã kết thúc Ấy vậy mà Tô Lạp Nhiên Bông dưng tức giận Và rồi hai người bọn họ nói với nhau điều gì đó An Vũ Phong lầm bẩm Có vẻ như bọn họ không hiểu ý nhau An Vũ Phong cho rằng Đã đến lúc ông cần phải can thiệp Đúng lúc đó Tô Lạp Nhiên tiến lại gần Thiên Điêu Vân Và đưa một tay lên Một luồng sáng trắng hợp thành hình Năm đấm khổng lồ Lao về phía trước Mặt đất xung quanh không ngừng rung chuyển Nắm đấm tạo ra sức công phá khủng khiếp tác động của nó Hất bay những linh gác đứng gần đó Và thậm chí cả An Vô Phong Ở đài quan sát cũng phải chịu ảnh hưởng Bộ trưởng Ngài không sao chứ Tất cả mau rút lui Sau cô đấm đầy nội lực Tô lạp nhiên nhíu mày Chờ đợi lớp bụi đất dâng lên quần cuộn kia lắng xuống Có vẻ như mình đã đánh trúng hắn ta Thế nhưng Sức mạnh này vẫn chưa đủ Khi lớp bụi mờ dần tan biến Thân ảnh của Thiên Điêu Vân hiện ra Hắn ta bình thản nói Uy lực không tồi Mặc dù cô đấm không mấy ảnh hưởng tới Thiên Điêu Vân Đến đã lâu lắm rồi Hắn mới gặp được kẻ ngang tài ngang sức Trong lòng hắn thầm thán phục tô lạm nhiên Sức mạnh của hắn đủ để sánh ngang với đông thần Cô đấm vừa rồi đã đạt tới cảnh giới cao nhất của mọi sự tổng hòa năng lượng Ở thời đại của Thiên Như Vân Đồng thần được mệnh danh là tuyệt đại võ sư Kẻ mạnh nhất trong ngũ đại võ sư giang hồ Chỉ có ông ta mới có thể tạo ra nguồn sức mạnh lớn như thế Và cũng chỉ có ông ta chịu được đòn tấn công của Thiên Như Vân Thật không ngờ hắn ta đã khai mở được thất đại luân xa Ta tự hỏi không biết nhân tộc bọn họ Còn đại võ sư nào có thể chịu được đòn tấn công của ta Tôi làm nhiên Mặt không chuyển sắc Mặc dù hắn có chút bất ngờ Khi Thiên Điêu Vân không hề hấn gì Nhưng hắn cần phải tập trung cho chiêu thức tiếp theo Tôi làm nhiên hít một hơi thật sâu Rồi bắt đầu thi triển Một loại chiêu thức đặc biệt Cũng giống như các võ sư vận nội khí Tôi làm nhiên Đưa tay theo hình vòng tròn Thế nhưng thay vì tạo nên Một đại chu thiên tích Thu linh khí trời đất Xung quanh hắn bỗng xuất hiện vô vàn cánh tay xòe ra xếp cân xứng giữa ánh sáng chói lòa những bàn tay đẹp như được chạm khắc có điều tất cả đều là thật không phải ảo ảnh mà tô làm nhiên tạo nên thấp bà luân xa hàng chục hàng trăm cánh tay tách dần khỏi cơ thể tô làm nhiên cùng lúc nhắm tới thiên điêu vân bằng một chất giọng đầy tự tin tô làm nhiên dõng dạc nói hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của thần cập chiều đây nếu người đang nói vậy thì ta cũng hy vọng người chặn được đoàn này của ta cái gì thiên Điều vân nói rồi đưa tay lên hàn khí từ cơ thể hắn phát ra đều đóng băng vạn vật hàng ngàn thanh băng kiếm xuất hiện tôi làm niên vô cùng kinh ngạc hắn thậm chí còn chẳng thể nói nên lời điều mà hắn đang chứng kiến lúc này khác xa với những gì hắn từng biết về võ lâm có giỏi thì thử chặn đoàn này của ta xem Thiên như Vân nói đây thách thức Đoạn hắn dơ tay về phía tô làm nhiên Sức mạnh của thiên lôi Hòa làm một với băng khí Tất cả đều nhắm vào cùng một người Nếu tô làm nhiên không mau chóng hành động Kết cục của hắn sẽ vô cùng thảm hại Đúng lúc đó Tô làm nhiên đang chéo hai tay vào nhau Hòa không xung quanh hắn lại biến dạng Như thể Có một hố đen hút trọn mọi vật vào trong Kéo theo hàng nghìn thách băng kiếm Của thiên điêu vân Càng lại gần tô làm niên Những thanh băng kiếm lại càng biến dạng Hắn ta không hề bị tác động bởi băng kiếm Hắn hấp thụ được cả kiếm khí của ta Thiên Điều Vân kinh ngạc nghĩ Thế nhưng tô làm niên không phải người làm điều đó Mà chính là khoảng không mà hắn tạo ra Hút trọn kiếm khí của Thiên Điều Vân Tô làm Nhiên lấy một hơi thật sâu Đối mặt với nguồn năng lượng lớn thế này Bản thân hắn ta Cũng không chắc có thể chặn được đòn tấn công này hay không Tỳ thấp nô luân xa Có thể chặn được mọi đòn tấn công Tỳ thấp nô Là một trong ba vị thần Của tam thần ấn giáo Theo đạo Hindu Ba vị thần tối cao bao gồm Phạm Thiên Đại diện cho đấng tạo hóa Tỳ thấp nô Đại diện cho đấng bảo hộ Và thấp bà là đấng hủy diệt Trong tiếng Phạn, Tỳ thấp nô mang nghĩa bảo vệ Bảo hộ cho muôn loài Có thể hút trọn vạn vật các võ sư của Ấn Độ thường sử dụng tỳ thấp nô luân xa để phòng thủ, làm mùa hộ mệnh khi tấn công. Thành thục tu luyện chiêu thức trong nhiều năm, Tô Lạp Nhiên có chút tự tin với nước đi này của mình. Giờ dạ đến lượt tôi, Tô Lạp Nhiên vận nội công rồi lao tới Thiên Như Vân. Hắn dùng hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn, tỷ thấp nô luân xa ngay lập tức được hình thành. Vô vàn cánh tay lại xuất hiện năng lượng áp đảo thiên điêu vân kẻ tựa khiến ai ai cũng phải khiếp sợ như vậy lại kích thích trí tò mò trong thiên điêu vân hắn ta trầm trồ nói chuyện hay rồi đây thế rồi hắn thu lại toàn bộ năng lượng của tự nhiên tích thành một mảng chắn vô hình hắn biết với sức mạnh của tô làm nhiên hắn không thể dùng nội lực để chống chọi nếu cánh tay của tô làm nhiên lần lượt bị chặn lại bởi mảng chắn kia Kuma luân xa không chịu khuất phục Tô Lạp Nhiên tung một cú đá về phía Thiên Điêu Vân Cú ma luân xa Chỉ là thuật thức mà hắn ta lựa chọn để sử dụng Đây chính là kỹ thuật cận chiến điển hình của Ấn Độ Thiên Điêu Vân vươn tay Nằm lấy thứ gì đó trong không trung Đột nhiên xung quanh bàn tay hắn Không khí bị xoay chuyển Lờ mờ tạo thành một bóng kiếm Thiên Điêu Vân nhẹ nhàng chặn cú đá của Tô Lạp Nhiên Bằng vô ảnh kiếm Khi hai chiêu thức va chạm Ánh sáng trói lóa cả không gian Đẩy hai người ra phía sau Mặt đất xung quanh thiên Như vân vỡ vụn Sức mạnh của Luân Sa Đa mạnh hơn hắn một bậc Không được Tô Lạp Niên nhân cơ hội quay người Thừa cơ đá thiên Như vân thêm một cú Kết hợp với tốc độ siêu phạm Cô đấm tưởng như không thể công phá Thiên Như vân nhanh chóng lùi lại đằng sau Để tránh đòn Cô đá của Tô Lạp Nhiên Trung vào một mảnh đất trống Xui lún thành một cái hô lớn đây quả là một kỹ xảo chết người thiên như vân tiếp tục né tránh khiến tô làm niên vô cùng tức giận còn định chạy đến bao giờ nữa hả tấn công đi tô làm niên đổi hướng chuyển động tìm cách đuổi kịp thiên Điêu vân đã nói là không được chạy cơ mà Tô làm niên một lần nữa tung một cú đá về phía thiên như vân có điều cú đấm lần này được tạo nên bởi hai vòng tròn lớn nhân đà la luân xa Tô làm Nhiên gia tăng năng lượng của mình Bằng việc kết hợp thêm một chiêu thức nữa Đồng thời khai mở hai luân xa Trong tiếng phản Nhân Đà La nghĩa là sức mạnh Thần Nhân Đà La Chính là thần sớm xét Có sức mạnh vô biên Được Vậy là người muốn quyết đấu sao Thiên Như Vân dừng lại Rồi bước một bước chắc nịch về phía trước Mặt đất là một lần nứt vỡ Tiếp đó Thiên Như Vân siết chặt nắm tay lại không gian xung quanh hắn rung chuyển theo đường chuyển động của cánh tay hắn. Chuyện gì xảy ra thế này? Ánh mắt Tô Lạp nhiên khẽ nhíu lại. Hắn cảm thấy nguồn năng lượng của hắn đang bị xáo động. Sức mạnh của Thiên Như Vân lớn đến nỗi có thể xoay chuyển các không gian. Đây chính là bí thuật của Đông Thần. Cuối cùng Thiên Điêu Vân tùng năm tay về phía trước. Hai năm đấm va chạm dữ dội tạo nên một vụ nổ rung chuyển trời đất. Chỉ trong nháy mắt Nguồn năng lượng còn sót lại Hợp thành một cơn bão Sự công phá xa tới hàng trăm mét Thậm chí còn khiến trạm xăng bỏ hoang Và tiệm ăn sập sệ tận đầu bên kia Bất đắc dĩ đổ sập Khi gì thế này Nhưng người lính được cư tới Để hộ tống bộ trưởng An Vũ Phong Không giấu nổi sự kinh ngạc và sợ hãi của mình Mặc dù bọn họ Đều đã ở trong các phương tiện quân đội tối tân Có khả năng phòng thủ tốt Điều vần không loại trừ khả năng Bị hất bay đi đây Còn là trận đánh giữa người với người không vậy An vô phòng choang váng Nên cảnh tượng hoang tàn trước mắt mình Cả đời này Ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu võ sư đại tài Không biết bao nhiêu người xuất chúng Nhưng trận chiến này Vẫn vượt trên mọi sự tưởng tượng của ông Cả hai người Thiên Điều Vân và Tô Làm Nhiên Đều là những con quái vật Bất kể là ai thắng Ông ta cũng phải tuyệt đối cẩn trọng Chà Thế giới này thật rộng lớn với những kẻ như này Bộ võ lâm chỉ là đám trẻ danh Vắt mũi chưa sạch An Vũ Phong thầm nghĩ Sau khi bụi đất dần lắng xuống Bóng hình hai võ sư lộ ra Trong chiếc hố khổng lồ rộng 50 m Hai bóng hình ấy vẫn đứng thẳng Thế nhưng Nếu quan sát kỹ trên mặt đất Gần phía một người có động lại vết máu Tù lạp niên đưa tay Gạt vết máu trên môi mình Miệng không ngừng thở dốc Hắn nhìn xuống bàn tay phải hắn không còn có thể kiểm soát bàn tay ấy nữa nó không ngừng run rẩy hỏng rồi có vẻ như cánh tay phải của tô làm niên đã bị gãy bởi cô đấm của thiên Điêu vân tô làm niên không thể tin nổi vào mắt mình rõ ràng rằng nam đấm của hắn được bảo vệ bởi luân xa cơ bản không thể bị gãy dễ dàng như vậy nghĩ đến đây bông một cơn đau truyền đến bả vai và cổ tay hắn cái giá phải trả như này là quá lớn nếu tôi làm nhiên bị thương đến nước này Hẳn đối thủ của hắn cũng phải có chút chảy sức như vậy Hắn ta ngẩn đầu lên Thì nhiều Vân đang bình thản bước lại gần hắn dáng điệu thanh tao Bước đi khoan thai Không để lại một tiếng động Không một vết sức Quấn hộ là trọng thương Thì như vân hoàn toàn Không bị đòn tấn công của Tô Lạp Nhiên tác động tới Hắn ta chịu được cô đấm Phá hủy hàng trăm ngọn núi của mình ư Không chỉ vậy Thiên Như Vân còn đã thương Tô Làm Nhiên Không thể nào Sao mình để nhất võ sư của Nhiên gia, Người đã thành thục luân xa bí thuật Của quốc vương Thiếp Mộc Nhi Lại phải trùn bước Trước võ lâm của Trung Hoa sao Điều này thật không thể chấp nhận được Sư phụ của hắn nói rằng Thiếp Mộc Nhi luân xa chính là đệ nhất tuyệt võ của thế giới này Sư phụ của hắn nói rằng Không ai có thể chống lại Sự hội tụ của thất đại luân xa Thế nhưng Sư phụ của hắn đã lầm Tô làm nhiên nghiến răng đầy giận dữ Thiên Như Vân hỏi Giờ ngài đã thấy sự cách biệt của ta và ngươi chưa? Sự cách biệt sao? Nếu ngươi không muốn chịu thêm bất cứ hậu quả nào Thì hãy mau đầu hàng Thiên Như Vân thật sự muốn thu nạp Tô Lạp Nhiên Làm môn đồ của mình Và lại hắn không muốn gây thêm bất kỳ thương tích nào cho người kia nữa Thế nhưng điều hắn nói ra chẳng khác gì đã động vào lòng tự trọng của Tô Lạp Anh khinh thường tôi sao? Khinh thường gì chứ? Trận đấu này của chúng ta là trận chiến để chân hưng một quốc gia Là danh dự của một gia tộc đang đứng trước bờ diệt vong Trong một trận chiến quan trọng như vậy Anh vẫn bình chân như vậy Thậm chí còn giáp buông ra những lời đáng sỉ nhục đó Tô Lạp tiến lên một bước Hắn là một kẻ ngay thẳng và kiên định Thằng thua trong chiến trường Phải được phân định rõ ràng công minh Thế nhưng Thiên Như Vân Lại không hề cố hết sức mình Điều này chẳng khác gì Việc xúc phạm một võ sư như Tô Lạc Hắn ta khoanh tay lại và nói Anh hãy dùng hết sức của mình đi Tôi cùng chưa đến mức tán phế Hắn ta vẫn còn ti thấp nô luân xa Hắn ta vẫn còn cơ hội để chiến thắng Hết sức sao Nếu muốn đánh bại đương nhiên ra Hãy thử chứng minh cho tôi thấy Tôi lạp giọng giảng nói Thiên Điều Vân nhìn hắn lạnh giọng Nếu ta dùng hết sức mình Người chắc chắn sẽ chết Lúc đó người có hối hận không Tôi lạp cười với vẻ ngạo mạn <laughs> Cứ thử phá vỡ Tì thấp nô luân xa đã Rồi hắn bàn tới chuyện hối hận Tì thấp nô luân xa Đã coi là chiêu thức mạnh nhất Trong luân xa bí thuật Của thiếp mộc nhi không chỉ thế, luân xa này cũng chính là hình tượng tối thượng của Thiếp Mộc Nhi, là chiêu thức không thể phá vỡ. Tổ Lạp vận công, khí tụ lại thành vòng xoáy xoay xung quanh hắn. Một lần nữa, nó hút toàn bộ năng lượng bên ngoài vào trong, như một hố đen đói khát muốn hút trọn mọi vật chất. Thiên Ni Vân lắc đầu và nói, "Đến lúc chết thì chớ có than." <laughs> Giảm lo như vậy Về tì thấp nô Thế rồi Hạ khí bắt đầu nổi lên xung quanh thiên nhiên vân Tô đen như khoảng không vũ trụ Cái gì thế này Tô lạp nhiên bối rối Một điều không ngờ đã xảy ra Tiếng chém sắc lẹm vang lên Cùng lúc đó Một nguồn năng lượng lớn bùng ra Một vệt đen hằn rõ trên không khí Tô lạp nhiên trận trừng mắt Không một thứ gì trước mặt hắn Còn nghĩa lý gì nữa một khoảng không gian mới được hình thành từ vệt đen hẳn trên không khí toàn bộ năng lượng của tô lạp và tỷ thấp nô luân xa đều bị khoảng không kia phá vụn và hút trọn hắn tạ phá vỡ nó rồi thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó vệt đen kia bắt đầu tiến lại gần tô lạp nhiên chỉ trong một giây ngắn ngủi tâm trí của tô lạp như bị tách ra làm đôi hắn đau đớn hét lên và rồi một thứ gì đó đập mạnh vào đầu hắn Khi Tô Lạp nhiên mở mắt Hắn đang nằm dưới nền đất Cần đào phía sau đầu vẫn còn đang âm ỉ Chuyện gì vừa xảy ra vậy Hắn cố gượng dậy Đi xuống phía chân mình May mắn thay Hắn vẫn còn sống sót Toàn thây nguyên vẹn Tô Lạp nhìn Thiên Như Vân với ánh mắt hồ nghi Hắn ta đánh ngất mình sao Phải Thiên Như Vân đã đánh ngất Tô Lạp nếu chậm trễ hơn chút nữa cơ thể hắn đã bị cắt làm đôi rồi tôi lạp nhiên ấp ống không nói thành lời hắn ta đã làm gì nếu thanh kiếm của thiên như vân có thể cắt đôi chiều không gian thì không gì trên cõi đời này thanh kiếm của hắn không thể phá hủy đây là lần đầu tiên tôi lạp nhiên cảm thấy mình cận kề cái chết đến vậy thanh kiếm đó rốt cuộc là thứ gì rõ ràng trường mặt hắn chỉ là một thanh kiếm nhưng uy lực toát ra của nó Là hết sức khác thường Lúc này Thiên Như Vân trả lời Tuyệt đại thiên ma kiếm Tuyệt đại thiên ma kiếm sao Đó cũng chính là sức mạnh của ta Một thanh kiếm có thể phá hủy vạn vật Một sức mạnh có thể thống trị thế giới Tất cả những điều này Ngoài thiên ma sư tổ Và nhị thế thiên ma gia Không ai có thể lĩnh hội được Hắn Hắn ta không thể là con người được, nhất định là hiện thân của Thánh Thần. Tô Lạp Nhiên bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Hắn cúi dạp người xuống đất, run dày hô to. Tô Lạp Nhiên, đại vò sư của nhân tộc, thề một lòng cung phụng giáo chủ. Cuối cùng, hắn ta đã chấp nhận thất bại của mình. Hết chương 105, chúng ta cùng nghe tiếp chương 106. Luân xa, hồi 4. An Vũ Phong đóng dấu lên sấp tài liệu. Mặc dù ở thời đại này, công nghệ thông tin phát triển, văn bản mềm thịnh hành hơn rất nhiều, nhưng chính phủ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào văn bản giấy, bởi lẽ văn bản giấy có tính xác thực cao hơn nhiều. Phòng Thu Lâm, trợ lý của An Vũ Phong, đem tới hai văn bản đã được đóng dấu đặc biệt. "Đây thưa ngài, Hắn đưa một bản cho Thiên Như Vân Thiên Như Vân Người đã thắng trong trận đấu với hai võ sư Đến từ cựu quốc Ấn Độ Thuận lợi có được lời chấp thuận Của Bộ trưởng Bộ Phòng chống Quốc gia Suy cho cùng Việc này chỉ tốn của hắn chút ít thời gian Vậy là chúng ta Cùng hội cùng thuyền rồi An Vũ Phong nói Đoạn vươn bàn tay ngỏ ý Một bắt tay với Thiên Như Vân Thiên Như Vân vẫn không hề quen với các lễ nghi Theo kiểu phương Tây này Mất một lúc hắn mới đưa tay ra Vậy là kể từ giờ trở đi Thiên Ma Lệnh chính thức là đồng minh của Bộ Phòng chống quốc gia Nếu có cơ hội được trò chuyện trực tiếp và cởi mở với đối tác của mình Thì tôi rất lấy làm vinh dự Bộ trưởng Nghe những lời vừa rồi của An Vũ Phong Trợ lý của ông khẽ lắc đầu Được rồi Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Lần sau tôi nhất định sẽ để chống một ngày trong tuần Để có cơ hội gặp mặt anh An vô phòng nói rồi liền đứng dậy Là bộ trưởng bộ phòng chống Hay bộ an ninh quốc gia Ông ta chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi Trên đường bước ra ngoài Ông ta liếc nhìn tô làm nhiên Người đang ngồi thất thần ở một góc Ông hiểu tâm trạng của hắn ta lúc này Và ông cũng biết rằng Lời lẽ không thể an ủi được một võ sư Chỉ một ánh mắt đồng cảm Là đã quá đủ với họ rồi Thật là Nếu có thể mình đã giúp đỡ hắn ta rồi An vô Phong thẩm nghĩ Tuy nhiên giải quyết cùng một lúc hai vấn đề Là vô cùng khó khăn Chưa kể quá trình gây dựng lại cựu quốc Của nhiên tộc xem ra Khó khăn hơn rất nhiều Hy vọng rằng hắn ta sẽ vượt qua được khó khăn này Khi An vô Phong rời đi Tôi làm nhiên giải thích cho Thiên Như Vân Về luân xa bí thuật của Thiếp Mộng Nhi Đồng thời Đảm bảo rằng thể trạng của A Thập Lý Đã trở lại bình thường Luân xa là do tu trí mà thành Luân xa Chỉ là năng lượng khổng lồ của vũ trụ Kết nối với thể xác và tâm hồn con người Vì vậy Phải có trí tốt Tâm sáng Mới có thể khai mở luân xa Năng lượng của vũ trụ sao Thiên Như Vân nhíu mày Nhờ có sự giúp sức của Nano Hắn mới biết vũ trụ là gì So với vũ trụ mênh mông Quả đất nơi hắn đang sống Chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ thứ này hoàn toàn khác biệt với võ thuật. Trong võ thuật, yếu tố quan trọng và cơ bản nhất chính là nội lực, là khí tức trong cơ thể mỗi con người. Các võ sư muốn nhận được nguồn năng lượng từ bên ngoài phải có nền tảng năng lượng bên trong thật vững chắc. Quá trình tạo nội lực chính là tu luyện. Làm sao để thu nhận được năng lượng của vũ trụ? Về bản chất, cơ thể con người chúng ta chính là mô hình thu nhỏ của vũ trụ. Cũng giống như hàng hà sa số ngôi sao Di chuyển trong vũ trụ Trong cơ thể chúng ta Có hơn 88.000 luân xa vận động Nguồn gốc của luân xa bí thuật chính là cảm nhận được sự luân chuyển Của 88.000 luân xa đó Làm thế nào mà cảm nhận được Sư phụ chính là người dạy chúng ta Cách khai mở luân xa Thiên Nhiệm Vân nghe vậy Gật đầu tỏ ý hiểu Đầu này cũng giống việc sư phụ truyền nội lực vào đan điền cho môn đồ của mình Đây chính là yếu tố cơ bản để luyện võ Tuy nhiên 88.000 luân xa là một con số quá lớn Đã có ai từng khai mở hết số luân xa này chưa? Thiên Điêu Vân hỏi Cả nghìn người thì mới chỉ có một người Khai mở được tầng đầu tiên của luân xa Người giỏi nhất cũng phải mất từ 3 đến 5 năm Mà có thể qua giai đoạn này Cũng giống như võ thuật Người học luân xa Thường bắt đầu từ khi độ tuổi còn rất nhỏ Bởi để nhớ được Đường di chuyển của tất cả 88.000 luân xa Không phải là điều dễ dàng Thông thường Một số võ sư chỉ tu luyện võ công Và các kỹ thuật do tông phái mình để lại Bởi lẽ Mỗi chiều võ lại có một cách thức tu luyện riêng Vậy là Người qua bậc đầu tiên Có thể khai mở luân xa gấp Người ta cho rằng sau khi khai mở được luân xa gốc Toàn bộ cơ thể sẽ được gột rửa Và khi những tạp chất trong cơ thể được loại bỏ Phúc luân Luân xa thứ hai Sẽ được khai mở Sau khi khai mở phúc luân Người ta mới chính thức bắt đầu con đường tu luyện Đan điền Thiên Như Vân bỗng gợi nhớ tới thứ này Luân xa thứ hai Ứng với đan điền trong võ thuật Sau khi đan điền có nội lực Các võ sư mới có thể luyện võ Tính tới thời điểm này các võ sư của nhân tộc chúng tôi đều đã đạt được cấp độ cơ bản tuy nhiên cấp độ thứ ba tề luân chỉ có những người được chọn mới có thể tiếp tục tu luyện người ta tin rằng sau khi khai mở tề luân các võ sư có thể giải phóng luân xa ra khỏi cơ thể vừa giải thích tô lạp vừa thi triển luân xa Đến bậc thứ ba xung quanh hắn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng luân xa thứ tư chính là tâm luân có khả năng khuếch đại năng lượng Khi đạt tới luân xa thứ năm Hầu luân được khai mở Cũng là lúc các võ sư Có thể kết hợp các luân xa Hòa làm một với cơ thể Đây mới là luân xa đích thực Luân xa thứ sáu Là mi tâm luân Còn có nghĩa là con mắt thứ ba Người tu đến cấp độ này Sẽ có trực giác vượt trội Ngoài mắt và tai Có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi đạt tới mi tâm luân sẽ được coi là cao thủ luân xa và khi khai mở được luân xa cuối cùng được gọi là đỉnh luân đó đến đây Tô làm Nhiên bỗng dừng lại thời khó để biểu đạt năng lượng của vũ trụ chỉ thông qua lời nói chỉ biết đạt tới cảnh giới này người ta có thể giao tiếp với vũ trụ Thiêm Mộng nhi chỉ là một trong số những người đó ông hoa di trở thành quốc vương của cựu quốc ấn độ. Là bởi ông đã giác ngộ được cảnh giới này Ngay đến đây Thì Điều Vân bỗng nhận ra Luân xa thực chất Cũng không khác nội lực là bao Mặc dù khởi điểm và kết thúc Có sự khác biệt Nhưng quá trình không khác là bao Có thể giao tiếp với vũ trụ Thiên Điều Vân lẩm bẩm Nhắc lại lời của Tô Lạp Theo như lời hắn ta Mục đích của Luân Sa Chính là sự giao tiếp Trao đổi giữa con người với các dòng năng lượng của vũ trụ do vậy trong quá trình khai mở luân xa bọn họ có sự kết nối mạnh mẽ với vũ trụ ít chịu sự ảnh hưởng của tự nhiên ta muốn học cách khai mở luân xa ngài muốn khai mở luân xa sao ta không thể chữa trị cho a thập lý nếu không hiểu được bản chất nội lực của hắn tô lạp nghe thấy vậy liền chắp hai tay lại và bắt đầu niệm Mặc dù không phát ra thành tiếng Nhưng dường như Hắn đang xin phép tổ tiên Để được truyền bí thuật này cho người ngoài Bởi lời hứa nói ra Nhất định phải giữ Ngài định dùng luân xa Để chữa trị cho hắn Cầu nguyện xong Tôi làm nhiên quay sang hỏi Thiên Như Vân À thì Thiên Như Vân ấp ống Chỉ nhìn thể trạng của A Thập Lý bây giờ Khó lòng mà biết được Luân xa Và đan điền khác nhau mấy phần được Từ giờ ta sẽ sử dụng luân xa Cái gì Để kiểm tra cơ thể ngươi trước đã Trước câu nói của Thiên Điêu Vân Trên gương mặt Tô Lạm Nhiên Hiện rõ một dấu hỏi Nếu Thiên Điêu Vân không thể xác định được vị trí Của 88.000 điểm luân xa Làm thế nào hắn ta có thể Thành thục sử dụng chúng được cơ chứ Chuyện này đúng là phí thời gian mà Tô Lạm Nhiên nghĩ Đoàn hắn quay sang Nhìn A Thập Lý Toàn thân A à Thập Lý mồ hôi vã ra như tắm Mạch máu hàn rõ trên da thịt Thể trạng của hắn lúc này không được tốt Liệu có thành công không? Không thử sao biết được Bất đắc dĩ tôi Lạp Nhiên lần lượt khai mở luân xa Để khai mở luân xa gốc Hắn phải kết nối toàn bộ 88.000 luân điểm trong cơ thể Lúc này Thì nhiều Vân tiến lại gần Tô Lạp Một luồng sáng đỏ phát ra từ bàn tay hắn ngài định làm gì vậy đừng để ý tới ta tiếp tục đi giảm tốc độ lại dù không hiểu thiên như vân có ý gì nhưng tô lạp vẫn tiếp tục làm theo ý hắn ánh mắt thiên như vân khẽ run lên nano đã quét cơ thể tô lạp mỗi điểm thay đổi trên cơ thể là một điểm luân xa nano có thể dễ dàng định vị được tất cả các điểm ấy bởi suy cho cùng luân xa cũng là một dạng năng lượng thì ra là như vậy Thiên điều vân trầm trổ nghĩ Khi nhìn vào bản quét Tại mỗi huyệt đảo trên cơ thể Đều có một điểm chu thiên Giờ hắn mới thật sự hiểu vì sao bọn họ Phải tốt nhiều thời gian tu luyện như vậy Nếu ta Dồn tâm tu luyện Chắc chắn sẽ thành công Mặc dù hắn và Tô Lạp sử dụng Hai nguồn năng lượng khác nhau Nhưng hắn thử cũng không mất gì Thiên Điều Vân tin rằng Với cảnh giới thiên sư của hắn Không gì hắn không thể làm được Thiên Điều Vân hít một hơi thật sâu Và bắt đầu vận nội lực Thực chất Theo sự chỉ dẫn của Tô Lạp Quá trình này cũng không quá khó khăn Sau khi khởi động đầy đủ 88.000 luân điểm Bất ngờ thay Một nguồn năng lượng mới được hình thành Điều đặc biệt hơn chính là Nguồn năng lượng ấy không ngừng thay đổi Nó hoàn toàn khác với nội lực Mà Thiên Niêu Vân đã tưởng tạo ra Có vẻ như Nguồn năng lượng này Chính là luân xa khí từ màu đỏ luộc ánh sáng xung quanh tô lạp dần chuyển sang màu cam thư năng lượng kia cũng dần biến mất cảnh giới đầu tiên đan điền của thiên niên vân bỗng nhiên bị chia làm ba phần hắn tiếp tục thực hiện theo những đường khai mở của tô lạp năng lượng bắt đầu chuyển từ hạ đan điền dần lên đến trung và thượng đan lên một thời điểm nhất định cơ thể thiên niên vân bắt đầu tỏa sáng chỉ trong nháy mắt vầng hào quang quanh hắn đã di chuyển từ đỏ sang cam rồi lên thẳng vàng và xanh lục. khi gì? tôi làm nhiên trợn trừng mắt trước khả năng đột phá phi thường của thiên như vân. nếu hắn ta không nhìn lầm thì thiên như vân đã đạt tới tâm luân luân xa thứ tư rồi. sao ngài có thể tiếp tục đi? thiên như vân nói phần là sự kinh ngạc của Tô làm nhiên khả năng này của thiên như vân. Được gọi là đột phá năng lượng Hắn đã từng trải qua điều này nhiều lần Thậm chí có thể nói rằng Thiên yêu vân hắn vượt trội hơn hắn Tô Lạp nhiều lần Tô Lạp lúng túng khai mở luân xa thứ năm Thì ra là vậy Thiên yêu vân thầm nghĩ Chỉ trong chốc lát Hắn đã hiểu được cách thức khai mở hầu luân Một quần sáng màu lam Tỏa ra từ cơ thể hắn Không thể nào Tô Lạp Niên không giấu nổi sự kinh ngạc Trong lòng hắn Người trước mắt hắn ta Không phải là người thường nữa rồi Sao ngài ấy có thể khai mở luân xa Một cách dễ dàng như vậy được chứ Tô làm Niên tiếp tục giảng giải Đến luân xa thứ 6 Muốn khai mở được Phải sử dụng tới giác quan thứ 7 Tô làm Niên cho rằng Năm luân xa đầu tiên Thiên địa Vân có thể dễ dàng lĩnh hội được Nhưng đến hai luân xa cuối Hắn ta sẽ không thể làm được điều đó Tô làm điện bắt đầu kích hoạt giác quan thứ bảy và khai mở luân xa thứ sáu. Cơ thể hắn bắt đầu chuyển sang màu tím. Huyết! Thiên Điều Vân lúc này chuyển nguồn năng lượng mới từ luân xa vào các huyết mạch của mình. Sau khi thành công đưa năng lượng vào các huyệt đạo chủ chốt, Thiên Điều Vân bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa chim bay. Cái gì thứ này? Một nguồn năng lượng mới, nó hoàn toàn khác biệt với quần năng lượng tự nhiên thường thấy. Chuyện gì thế này? Sức mạnh mới dường như vô biên, vô hạn. Trong mắt của Thiên Như Vân dần chuyển sang màu đen đặc. Hàn trông thấy hàng hà xa số tinh cầu lấp lánh trong khoảng không gian rộng lớn. Thiên Như Vân bị nguồn năng lượng kia hút vào thế giới tiềm thức. Bên ngoài, tôi làm điên kinh ngạc, nhìn người trước mặt mình lần lượt khai mở luân xa. Miệng hắn không đóng lại được sao ngài ấy có thể tôi lạp thậm chí còn chưa khai mở đỉnh luân luân xa cuối cùng vậy mà luồng sáng xung quanh Thiên như vân lại cho thấy hắn ta đang lĩnh hội được một nguồn năng lượng mới ngài ấy tự mình khai mở luân xa thứ bảy sao tôi lạp nhiên sững người cả đời này hắn chưa từng thấy ai có thể làm được điều này cảm nhận và khai mở luân xa chỉ thông qua việc lắng nghe và quan sát người khác là điều không thể đối với người thường Bởi không ai có thể thực sự giác ngộ luân xa Nếu không có thời gian tĩnh dưỡng tâm hồn Luồng sáng xung quanh Thiên Như Vân lúc này Dần chuyển sang màu chạm rồi tối đen lại Chuyện gì đang xảy ra thế này Tôi làm nhiên lầm bẩm Thứ này chưa từng xảy ra với hắn Toàn bộ cơ thể Thiên Như Vân đột nhiên Bị bao phủ bởi hắc khí Bên trong đó hàng hà xa số tinh cầu ti hon đang phát sáng là vũ trụ sao thưa bao quanh thiên như vân giống như một vũ trụ thu nhỏ ngày ấy đạt được cảnh giới cao hơn mình rồi sao tôi lạp Niên không khỏi choáng ngợp trước vầng sáng kỳ lạ quanh thiên như vân tôi lạp chưa từng trải qua cảnh giới này nhưng hắn tin rằng thiên như vân đã giác ngộ được nguồn năng lượng mới một thời gian lâu sau ánh sáng kia biến mất trong mắt Thiên Niêm Vân cũng dần trở lại bình thường Giáo chủ Nghe thấy tiếng gọi của Tô Lạp Thiên Niêm Vân thở dài Ánh mắt hắn đượm buồn Hắn muốn được chiêm ngưỡng thế giới vô cùng vô tận kia Thêm một chút nữa Nhưng xem ra Chút thời gian này với hắn vẫn không đủ Thiên Niêm Vân mới chỉ nhận ra sự tồn tại của một thế giới Mà chưa có cơ hội khám phá tận gốc của nó Thế nhưng Khoài các hắn trông thấy sự vô cùng vô tận kia Cũng đủ để khiến hắn ta trầm trồ Thì như vẫn nhìn xuống bàn tay mình Mọi thứ như thế đã nằm trọn trong lòng bàn tay này Nhưng không Giờ chẳng còn gì động lại trong đó Mặc dù thế giới vẫn vô cùng như vậy Con người ta không thể sở hữu được Trong cơ thể hắn Trong tâm trí hắn Vẫn động cảm giác kỳ lạ kia Nếu như năng lượng của tự nhiên là dòng chảy vận hành quanh thế giới thì nguồn năng lượng thiên niên vân mới khám phát được chỉ là bản thể nguồn gốc của tạo vật mọi thứ vẫn còn ở đó thiên niên vân nhíu mày hắn tin thế giới này còn rộng lớn hơn rất nhiều nếu hắn đột phá thiên sư cả một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt hắn ngài đã thấy những gì tôi làm hỏi với giọng run run Thiên Như Vân lặng im không nói Hắn chỉ tiến lại gần A Thập Lý Và đặt tay lên trán người kia Một luồng hắc khí Với những đốm sáng nhỏ Xuất hiện trên bàn tay của Thiên Như Vân Một lát sau Cơ thể A Thập Lý run lên Huyết mạch hẳn trên da dần biến mất A Thập Lý thổ ra hắc huyết Hắn ta nằm gục xuống Gương mặt có phần thư giãn hơn trước A Thập Lý Tôi làm nhiên vội vã chạy tới Bắt mạch cho A Thập Lý Hắn vô cùng bất ngờ Khi thấy thể trạng A thập lý Khá hơn rất nhiều Thậm chí luân xa của hắn cũng phát triển mạnh hơn trước Sao có thể chứ Tô Lạp Niên quay sang nhìn Thiên Điêu Vân Lâu này Thiên Điêu Vân nói Ta để năng lượng của tự nhiên Thâm nhập vào luân xa Sao ngài có thể làm được điều đó Tô Lạp nhiên cho rằng A thập lý sẽ không thể kiểm soát nguồn năng lượng mới của Thiên diêu Vân Bởi sự tranh lệch về nội lực quan lớn Thiên địa Vân mỉm cười và nói Sao lại không thể Năng lượng nào chẳng là một phần của vũ trụ Vũ trụ sao Nếu ta không lầm Thì mọi chuyện đã được giải quyết Nói rồi Thiên địa Vân đưa tay về phía tiệm ăn đã đổ dạp Một nguồn năng lượng tích tụ trong không khí Một chiều không gian mới mở ra Để có một cơn lốc cuộn xoáy Mà thứ xung quanh đó Bị hút trọn vào bên trong Chỉ trong nháy mắt một hồ đen xuất hiện Thành công rồi Thiên Điều Vân thản nhiên nói Gương mặt hắn thư thái đến lạ Như thể đây là chuyện bình thường đối với hắn Chứng kiến điều này Tôi làm niên đơ người vì kinh ngạc Thiên Điều Vân vừa khai triển Tì thấp nô Luân xa Luân xa thứ bảy của Luân xa bí thuật Có điều Nó thật khác biệt Thế trường 106 Trường Trường 107 ăn miếng trả miếng. Thành phố Tây Nam, thủ đô Trung Hoa bây giờ, toàn bộ cơ sở hành chính của chính phủ đều được đặt tại đây. Quốc vụ viện, cơ quan đầu não của chính phủ cũng vì thế được đặt ở thành phố này. Bên cạnh Quốc vụ viện còn có hơn 300 tòa nhà thuộc cơ quan nhà nước. Phía trước tòa nhà của Bộ phòng chống quốc gia, nằm phía tây nam Quốc vụ viện, lực lượng cảnh vệ xếp thành hàng nghiêm ngặt canh gác khu vực Bộ trưởng bộ phòng chống Cùng những sĩ quan quân đội cấp cao khác Tấp nập đi qua đi lại Tại sành chính tòa nhà Một người đàn ông trung tuổi Mặc đồng phục trắng đứng nhìn ra ngoài Cơ mặt không mấy bằng lòng Ông ta chính là trương phong khắc Của võ đăng tông Anh không thể vào Nếu không có giấy thông qua Anh biết mà Trương phong khắc nhíu mày Trương người đàn ông đang đứng trước mặt mình Ông ta vẫn bộ vét thời thượng Có đeo kinh dâm Ông ta thản nhiên đáp lại Trương Phong khắc Tôi biết mà ông Trương Người đàn ông trung tuổi kia chính là Đường Nguyệt Tôn Phó giám đốc công ty dược phẩm Đang Ông ta chính là hậu duệ Chính tông của đường gia Điều gì đã khiến hai người Có tầm ảnh hưởng nhất nhì hiệp hội Võ Lâm Có mặt ở đây Tại sao giám đốc Ngô Lại đột nhiên nổi giận như vậy Không biết người mà bọn họ đang nói tới chính là ngô thái trung bộ trưởng bộ văn lâm hai bọn họ buộc phải tới gặp người này để bàn về cách ứng phó với động thái mới của ma giáo thế nhưng khi bọn họ tới nơi ngô thái trung vắng mặt tất cả những gì được nguyệt tôn và trương phong khắc nghe được về người đàn ông kia là ông ta đã tức giận đi ra từ bộ phòng chống quốc gia chuyện này khó đây tình hình có vẻ không mấy khả quan nếu có chuyện gì khiến Ngô Thái Trung phản ứng như vậy, thì chắc chắn chuyện đó phải vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù là một người thân cận với Hiệp hội Văn Lâm, Ngô Thái Trung suy cho cùng, cũng chỉ là người làm chính trị. Ông ta cũng phải chịu sự gò bó của cấp trên. Ôi chao cây lưng của tôi, tại sao việc nào cũng phải đến tay tôi thế này? Nghe Đường Nguyệt Tôn nói vậy, Trường Phong Khắc nhíu mày hỏi, ý anh là sao? Ừm, rồi tôi sẽ nói cho anh biết về điều gì. Có vẻ như tập đoàn Mộ Dung đang lục đục nội bộ. Tập đoàn Mộ Dung ư? Ừ. Trương Phong Khắc kinh ngạc. Chủ tịch tập đoàn Mộ Dung đột nhiên lâm bệnh, hôn mê sâu. Người ta bắt đầu tranh cãi về việc thừa kế giữa hai người con của ông ta. Khoan đã, không phải người thừa kế tập đoàn Mộ Dung đã được quyết định rồi sao? Theo những gì Trương Phong Khắc được biết cho tới thời điểm bây giờ Người con cả và tổng giám đốc điều hành Là hai người được hưởng quyền thừa kế Ông ta có nghe phong thanh ở đâu đó Rằng chủ tịch tập đoàn Mộ Dung Còn có một người con trai nữa Xưa kia hắn ta vốn nổi tiếng là thiên phú Tài năng hơn người Nhưng lại đột ngột mất khả năng luyện võ Mà không rõ lý do Lúc này đường Nguyệt Tôn nghiêng người Nói nhỏ vào tai Trương Phong Khắc Có vẻ như Người con thứ đã khôi phục được tài võ nghệ của mình Cái gì Anh cũng biết là đan điền bị phá hủy rồi Thì không khôi phục lại được mà Sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra Trường phòng khắc bối rối Khi đó Tận mắt ông chứng kiến Và kiểm tra cho người con thứ Của chủ tịch tập đoàn Mộ Dung Chủ tịch thậm chí còn nhờ trước chỉ cho hắn Trường phòng khắc tìm mọi cách Nhưng không thể nào cứu giúp Đứa trẻ khi ấy Vậy thì làm sao hắn có thể khôi phục lại võ nghệ của mình được chứ Tôi không biết Nhưng dù sao thì Chuyện này cũng có chút kỳ lạ Giám đốc Ngô thay Trung Bộ trưởng Bộ Võ Lâm đột ngột bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người Trước tình thế này Ngô thay Trung cũng cạn lời Không biết nói gì hơn Chết tiệt Mặc dù đang đứng trước sảnh tòa nhà Ông ta chẳng có vẻ khách khí gì Toàn bộ biểu cảm lộ hết trên gương mặt Dường như Ngô Thái Trung đang rất tức giận về điều gì đó Trương Phong Khắc và Đường Nguyệt Tôn Vội vàng chạy đến chỗ ông ta Đồng Thanh nói Chào ngài Giám Đốc Giám Đốc đây là Trương Phong Khắc Đến từ Võ Đăng Tông Ngô Thái Trung như mày Nhìn hai người đang khôn đốm trước mặt mình Lúc này ông chợt nhận ra Rằng ông có một cuộc gặp với bọn họ Đến lúc này Cơn giận của ông vẫn chưa nguôi Ngô Thái Trung liền quát Hai người rốt cuộc đã làm điều gì vậy hả Khi gì Trường Phong Khắc và Đường Nguyệt Tôn Đứng người trước câu hỏi đồn ngột Và vô căn cứ của Ngô Thái Trung Không phải là bọn họ không hiểu Ông ta nói gì Chỉ đơn giản là Bọn họ không hiểu vì nguyên cớ gì Mà ông ta lại nói như vậy Chưa hết giận Ngô Thái Trung nói thêm Rốt cuộc là các người Đã làm gì để bộ phòng chống quốc gia Phải hành xử như vậy Giám đốc Không biết chúng tôi đã làm gì sai Đem ra đây Ngô Thái Trung tức giận vung tay Nữ thư ký cạnh ông ta vội vàng đưa ra một tập tài liệu Ngô Thái Trung nhận lấy Rồi ném tập tài liệu về phía hai người kia Thế đây là cái gì Thư thông báo chính thức của Bộ phòng chống quốc gia Cả người nghĩ đây là thông báo sao Trường phòng khắc và đường nguyệt tôn như mày Nhìn tập tài liệu Để khi đọc nội dung Hai người họ bị đứng hình kinh ngạc Cái quái gì thế này Nội dung bức thư khẳng định rằng Bộ trưởng Bộ phòng chống quốc gia Đã ký kết hợp tác với tập đoàn Huyền Thiên Không chỉ thế Bên trong còn có điều khoản nói rằng Tập đoàn Huyền Thiên Có thể tham gia vào các cuộc chiến cổng không gian Mà không cần sự cho phép Của Bộ phòng chống quốc gia Tại sao Tại sao đám ma giáo chết tiệt đó Lại làm như vậy Thông tin động trời này Chả khác gì xâm đánh ngang tay bọn họ Trường phòng khắc vội nói Giám đốc Điều này thì vô lý quá thể Không phải tập đoàn huyền thiên Chịu sự quản lý của ma giáo sao Ai mà chẳng biết điều đó Rốt cuộc các người đã suy nghĩ gì Mà để bọn chúng hợp tác với bộ phòng chống Trở lời quát tháo của Ngô Thái Trung Hai người còn lại cúi đầu không biết nói gì hơn Bọn họ vôn di tới đây Để yêu cầu bộ võ lâm Gây sức ép cho ma giáo Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như này Giờ không phải lúc Để xem ai đúng ai sai Mà phải cùng nhau giải quyết những vấn đề hiện tại Ngô thay Trung thầm nghĩ Ông biết rằng về sức mạnh Một mình bộ võ lâm Không thể địch lại được ma giáo Và nếu không chiến thắng Trong các trận đấu cổng không gian Một nguồn cung lớn noi năng lượng của bọn họ Sẽ bị giảm sút Chưa kể phần lớn người của hiệp hội võ lâm Đến từ bộ phòng chống quốc gia nếu bộ phòng chống hợp tác với ma giáo, bộ văn lâm của bọn họ sẽ gặp bất lợi lớn. Giám đốc, chúng ta cần ngay lập tức ngăn chặn việc này. Nếu ma giáo và bộ phòng chống vào cuộc, chúng ta và bộ văn lâm đều bị thổi bay khỏi cuộc chiến này. Nếu sức ảnh hưởng của bộ văn lâm bị giảm sút, vị trí của hiệp hội cũng ít nhiều bị liên lụy. Ngô Thanh Trung nghiêm mặt nó với đường Nguyệt Tôn. Ngăn được hay không? Thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi Sao cơ Bản đệ trình đã được gửi tới quốc vụ viện Và đã được thông qua Đường Nguyệt Tôn và Trương Phong Khắc Điền nhau không biết nói gì Đều đã được quốc vụ viện thông qua Nghĩa là phần lớn thành viên Trong hội đồng đã chấp nhận Với ý kiến này Và quyết định sẽ không thể bị bãi bỏ Đây chính là viễn cảnh tồi tệ nhất Của bộ văn lâm Bây giờ Trương Phong Khắc và đường Nguyệt Tôn mới hiểu lý do vì sao Ngô Thái Trung lại tức giận đến vậy. Ở lúc này Ngô Thái Trung tiến về phía đường Nguyệt Tôn và nói: chúng ta cần ngay lập tức tìm cách đối phó với việc này, nếu không toàn bộ nguồn đầu tư vào hiệp hội của chúng ta sẽ không thể cứu vãn. Một cuộc họp 3D đang diễn ra trong một căn phòng tối. Người tham dự cuộc họp thông qua thiết bị toàn ảnh ký đều là những người trong bộ máy điều hành của hiệp hội Von Lâm ngay cả khi trụ sở chính đã bị đánh sập nhưng người còn sống sót vẫn phải tiếp tục làm việc để cứu vãn tình hình mọi chuyện đã đến nước này rồi sao chủ tịch và phó chủ tịch vẫn vắng mặt cơ chứ mọi người tức giận lên tiếng bầu không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng sau khi nhận được tin bộ văn lâm chuẩn bị hành động bọn họ cần phải nhanh chóng đưa ra một giải pháp ấy vậy mà thành phần quan trọng nhất vẫn không có mặt tình thế cấp bách thế này bọn họ rốt cuộc là đang ở đâu anh có gửi thông báo cuộc họp với bọn họ không tất nhiên là tôi đã báo với họ rồi mặc dù đã được thông báo đầy đủ nhưng tất cả những gì bọn họ nhận được từ tập đoàn ngô tín chỉ là lời xin lỗi và rằng bọn họ không thể can thiệp vào khoảng thời gian bế quan của chủ tịch điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bức xúc không có sự tham dự của chủ tịch cuộc họp không thể được diễn ra hay là chúng ta biểu quyết bầu chủ tịch mới trương phong khắc lên tiếng ngài ấy là chủ tịch hiệp hội von lâm chớ có làm càn đến đây bầu không khí bông rơi vào im lặng các thành viên trong ban điều hành hiệp hội đều nhận thấy rằng bọn họ cần một người đứng đầu mới tuy nhiên để hạ bệ chủ tịch hiện tại của hiệp hội von lâm không phải việc dễ dàng gì trong toàn bộ văn lâm tập đoàn ngô tín có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn nhất và chủ tịch hiệp hội Võ Lâm cũng là người quản lý tập đoàn này. Anh Trương, nhiệm kỳ chủ tịch 3 năm tới vừa hay đủ, liệu anh có làm được không? Hiền Nguyên của Quang Minh Sơn tỏ ý khinh thường. Nam Cung Nguyên của Nam Cung Tông lên tiếng ủng hộ Trương Phong Khắc. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi đồng ý với quan điểm của anh Trương. Mọi người không thấy sao? Kể từ năm ngoái tới giờ, có buổi họp nào chủ tịch không cử người đại diện tới thay ông ta không? Đã thế, mỗi buổi họp quan trọng như thế này cũng không có mặt. Ông ta bận tên mức không thể tham gia cuộc họp trực tuyến sao? Bàn về vị trí chủ tịch hiện tại, hội đồng quản trị có hai luồng ý kiến trái chiều. Không khí cuộc họp càng lúc càng thêm căng thẳng. Đúng lúc đó, một màn hình mới hiện lên. Một người đàn ông trung tuổi xuất hiện. Ông ta chính là Miên Nhất Hoàng chủ tịch tập đoàn ngô tín đồng thời là chủ tịch hiệp hội Von lâm chủ tịch trước sự xuất hiện của ông ta các thành viên khác bàng hoàng thốt lên trường phòng khắc người lúc trước còn đang tranh luận gay gắt giờ chỉ im lặng ngồi một góc một âm thanh từ phía ông ta cũng không nghe thấy vừa mới xuất hiện biên nhất hoàng đã nói ngay tôi biên nhất hoàng xin gửi lời chào tới các thành viên ban điều hành của hiệp hội văn lâm đã lâu rồi tôi mới có dịp gặp lại các vị trước tình hình cấp bách như hiện giờ tôi cảm thấy mình cần tỏ ra có trách nhiệm chút ít nam công nguyên của nam công tông ngay lập tức buông lời mỉa mai khó khăn lắm mới được gặp ngài thưa chủ tịch chà mọi người đã biết rồi tôi là một võ sư mà điều đó thì có nghĩa là gì chứ một võ sư chẳng thể nào bỏ qua quá trình bê quan giác ngộ của mình chưa lời nói này của ông ta mọi người đều bất lực không nói thành lời họ cho rằng sau mỗi lần bê quan ông ta sẽ có những thay đổi tiến bộ hơn lúc trước nhưng không ngờ rằng thái độ của ông ta vẫn vậy lại nữa sao ông ta còn định mạnh đến mức nào nữa đây mặc dù miên nhất hoàng không còn làm việc cho bộ văn lâm nhưng ông vẫn có sức mạnh vượt trội hơn hẳn những võ sư khác trong ngôi đại võ sư thời đại này miên nhất hoàng là người mạnh nhất gì gì chủ tịch ngài đã đạt đến cảnh giới mới rồi sao trương phong khắc tìm cách thay đổi chủ đề mặc dù cuộc họp diễn ra trực tuyến nhưng người ta vẫn thấy được phần đố kỵ trong câu nói của trương phong khắc cha nhiệm vụ của hiệp hội văn lâm chúng ta là ngăn tầm ảnh hưởng của ma giáo mà chúng ta nên làm gì đây hiện giờ ngay cả bộ phòng chống quốc gia cũng đồng ý hợp tác về ma giáo Mới gần đây, tôi có nhận được một vài thông tin. Nói rồi, Miên Nhất Hoàng nhấn vài nút. Một màn hình lớn sáng lên. Một đoàn tàu địa ngầm hiện ra trên màn hình. Cả đoàn tàu chỉ có 5 toa không được đánh số. Cái này là sao? Một đoàn tàu ư? Các thành viên trong hội đồng quản trị đưa mắt nhìn nhau. Cơ mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khó hiểu. Thế vậy, Miên Nhất Hoàng mỉm cười và nói: "Đây chính là nhà tù di động." nơi giam giữ giáo chủ ma giáo ma giáo sao ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc bọn họ đều biết thiên võ tấn giáo chủ đương nhiệm của ma giáo đã bị giam giữ tại một nhà tù bí mật nhưng không ai ngờ rằng đó lại là một đoàn tàu ngầm sao ngại lại có được thông tin này theo yêu cầu của nguyên đơn tôi chính là người phụ trách quản lý nhà tù di động này mọi người đều vô cùng bối rối trước lời của chủ tịch miên nhất hoàng liền nói chỉ cơ tôi và nhóm người đại diện được tòa chỉ định biết được đoàn tàu này thế nhưng sáng ngày hôm nay một người trong nhóm đại diện đột ngột biến mất thật vậy sao chuyện này chắc chắn có liên quan tới ma giáo vậy thì ta cần ngay lập tức chặn bọn chúng lại phải đám ma giáo đó muốn giải cứu giáo chủ của mình đây mà kinh ngạc trước tin động trời này hội đồng quản trị bắt đầu xôn xao bàn tán xem làm thế nào để ngăn chặn ma giáo mía nhất hoàng mỉm cười và hỏi bọn họ đàm đồng ồn ào ngay lập tức im lặng không phải chính phủ cần cho người dân thấy rõ bộ mặt nguy hiểm của ma giáo sao chúng ta phải nhân cơ hội này để vạch trần bọn chúng các thành viên trong hội đồng quản trị nhìn nhau bọn họ đều có chung một suy nghĩ tại trụ sở chính của tập đoàn huyền thiên thành phố Tế Nam Tất cả mọi người bao gồm cả chủ tịch Thiên Lưu Giang Đều không giấu nổi sự vui mừng của mình Cuối cùng sau bao nhiêu năm Bọn họ đã tìm được nơi giáo chủ Thiên Võ Tấn bị giam giữ Hàng Du Linh Đã để cô phải vất vả rồi Thiên Lưu Giang khen ngợi Hàng Du Linh Đây đều là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi mà Thưa chủ tịch Dựa trên những thông tin mà bọn họ thu thập được Kết hợp với những ghi chép của Đại hộ Pháp Hàng Du Linh đã tìm được một trong số Những thành viên được ủy quyền giám sát thi hành hình phạt Của Thiên Võ Tấn Khi mới được đưa tới tập đoàn Huyền Thiên Người kia nhất quyết không nói lừa lời Và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình Thế nhưng Mà thông tin vẫn nằm gọn trong tay của ma giáo Thì Nhiều Vân đắt thẳng tay Bên hắn ta thành U Linh Và đọc ký ức còn sót lại của hắn Nhờ đó bọn họ đã tìm được đoàn tàu ngầm việc quan trọng còn lại lúc này là giải cứu thiên võ tấn giao chủ cuối cùng đã trở lại mọi người vui mừng hô lớn tất cả đều tán dương thiên lưu giang mặc dù công việc tiếp theo không mấy dễ dàng nhưng đây cũng là khởi đầu mới đối với ma giáo theo kế hoạch huyền phụng ma la quân và sakena sẽ trực tiếp giải cứu thiên võ tấn sakena sở hữu năng lực phân tán nên việc đột nhập vào toa tàu sẽ vô cùng dễ dàng với sức mạnh của Huyền Phụng và Ma La Quân, Thiên Điều Vân cũng không cần can thiệp vào những vấn đề còn lại. Hẳn bọn họ đã tìm được ngài ấy rồi. Hoàn Minh Tô kiểm tra đồng hồ và nói, Theo điều tra, đoàn tàu sẽ tới Châu Cổ Thạch vào 12 giờ đúng. Đây là một trong hai điểm dừng duy nhất của chuyến tàu này. Trong suốt 12 tiếng chạy tàu không ngừng nghỉ, đây là 20 phút hiếm hoi để thay đổi nhân sự điện thoại của hoàn minh tô vang lên một tiếng thông báo một tin nhắn được gửi tới hoàn minh tô vội vàng kiểm tra chỉ trong thoáng chốc gương mặt ông ta đã biến sắc có chuyện gì vậy Thì lưu giang hỏi hoàn minh tô liền đáp tôi nghe chúng ta để kiểm tra máy quay trên tv thì hơn tv sao hoàn minh tô vội vàng đứng dậy vừa lấy điều khiển từ xa màn hình tv bật sáng Ông ta nhanh chóng chuyển tới kênh đang phát tin từ quốc vụ viện. Theo báo cáo của phóng viên chúng tôi, các cơ quan tư pháp của quốc vụ viện đã quyết định tiến hành hành quyết thiên võ tấn, cựu chủ tịch tập đoàn huyền thiên vào 6 giờ tối nay. Được biết, thiên võ tấn mang trọng tội đã gây ra cái chết đẫm máu của tổng thống vào 27 năm trước, hung thủ thiên võ tấn. Cái quái gì thế này? Thiên lưu giang và những người khác không tin vào những gì họ vừa chứng kiến thiên võ tấn Đã phải oan ức chịu án tù trung thân Nay nhà nước còn ra quyết định hành quyết ông Giọng đọc của phóng viên tiếp tục Bản án sẽ được thi hành tại một nhà tù tư pháp Thuộc sự quản lý của quốc vụ viện Thiên Điều Vân nghe vậy thì nhíu mày Điều này cũng có nghĩa là quốc vụ viện Sẽ trực tiếp tiến hành hành quyết Thiên Điều Vân đã tìm mọi cách ngăn chặn thông tin của bọn họ Bị truyền ra ngoài nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh thế này nếu thông tin đã được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng ngay cả khi thiên võ tấn được thả tù cái nhìn của công chúng về ma giáo cũng không có chút tiến triển nào đúng lúc đó thiên như vân nhận được một lời truyền âm từ huyền phụng giáo chủ có chuyện gì huyền phụng nói với giọng bối rối giáo chủ ở đây có rất nhiều tù nhân để không thấy tung tích của thiên võ tấn cái gì Theo điều chi nhớ của người đại diện kia Đoàn tàu sẽ dừng lại đúng thời điểm 12 giờ Có vẻ như lịch trình đã bị thay đổi Không lẽ Thiên Võ Tấn đã được đưa đi Nhận thấy có điều bất thường Thiên Như Vân lại hỏi Người có tìm thêm được thông tin nào khác không Tụ nhân ở đây nói rằng Đoàn tàu không dừng lại sau 12 giờ Thiên Điều Vân khẽ nhướng mày Trước phản ứng của Thiên Điều Vân Mọi người đều vô cùng bối rối Thiên Điều Vân nói Chúng ta bị lừa rồi Ý ngài là sao Thiên Như Vân thở dài Đoàn tàu là giả Thiên Võ Tấn về cơ bản Chưa từng có mặt trên nhà tù di động đó Cái gì Cùng lúc đó Tại cuộc họp của Hiệp hội Võ Lâm Miên Nhất Hoàng Nói với giọng đầy thỏa mãn Đúng là cái đám cả tin Chẳng có giáo chủ nào Ở trên nhà tù đó hết Bọn chúng sẽ không đời nào Tìm được hắn ta Trước khi phán quyết được thi hành Thật thảm thương làm sao Bản thân người đại diện Mà ma giáo bắt làm con tin Cũng chỉ nhận được những nguồn tin giả Để ngay cả khi bị tra tấn Ma giáo cũng chẳng thể tìm ra Vị trí thực sự của thiên võ tấn Không hổ là chủ tịch vĩ đại của chúng ta Mọi người trong ban điều hành Của hiệp hội võ lâm Đều vô cùng sung sướng Nước đi này của chủ tịch hiệp hội Chẳng khác nào Một ngụm nước mát trong ngày nắng xối xả Đường nguyệt tôn liền nói Đông là một công đôi việc để cứu được giáo chủ bọn họ chắc chắn sẽ không trừ thủ đoạn nào điều này chỉ khiến bộ mặt của ma giáo càng thêm tồi tệ cho mắt công chúng mà thôi Đông là diệu kế hiệp hội văn lâm đã đi trước một bước bọn họ biết chắc tung tích của giáo chủ sẽ khiến ma giáo nhu nhược và cả tin hay lắm quân bộ viện sẽ hành quyết công khai giáo chủ ma giáo Lúc này trường Phong khắc chợt hỏi Lời như bọn họ không hành động thì sao Biện Nhất Hoàng Như chờ câu nói này Ông liền bìm cười đáp lại Không lo Dù nhìn ở góc độ nào Thì ma giáo cũng chỉ là một tên tội đồ Tìm cách phá hủy trật tự xã hội mà thôi Hệ trường 107 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn Ở những phần sau nha Xin chào và hẹn gặp lại